bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm một cái chiếc máy bay giấy. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp một cái chiếc máy bay. Máy bay này là máy bay boomerang nha các bạn nhé. Giống như thế này. Mình sẽ thay đổi một chút ở phần vỏ. Còn các bạn trang trí tùy nha. Các bạn có thể nhìn sơ bộ là nó sẽ giống như thế này. Rồi không dài dòng nữa, chúng ta cùng vào nhé. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một tờ giấy A5. Mình đang sử dụng đây là size giấy A5 nhé các bạn. Size giấy A5 sẽ mang hiệu quả bay boomerang cao nhất. Đầu tiên các bạn lấy dấu theo chiều rộng, gấp đôi tờ giấy lại để lấy dấu nhé các bạn nhé. Và chú ý cái phần xô giấy nhé, phần này nó giấy nó dày nó hay bị xô, các bạn phải điều chỉnh cho chính xác.